taktik. Rồi chuyến. Hay quá. Vừa rồi em đánh gót tuyệt vời á. Vâng, dạy không bạn? Thôi, một phản công. Nhật cũng là em. Nói chung là 10 nhiều người em. Thế nhà nó không... A8 này ép sân quá nhỉ. Nhưng mà em nhìn người toàn đi A8.
cơ hội kia. Cơ hội. Chiều nay có. Vào. 1-0 cho A8. Hai không cho 11-8. Đâu bọn mày không nhận ra luôn. Nó phải ra bây giờ. Đấy là chúng mày không mời. Không rồi. Công đang thắng 2 quả. Hả? A8 đang thắng 2 quả. Đừng tì vào đây không Công ơi. Thôi đã thế thôi. Lùi lại đừng tì đây nó rung. Cái này đồng điểm lắm. Không tì. Bỏ chạm con dọc. Thầy giáo rồi cho mỗi quả 50. Thầy không? Chưa treo thưởng đã. Thầy treo thưởng đảm bảo. Bây giờ treo thưởng là đã là A1 thắng người ta mới treo thưởng.
À, một tháng. Không. Bảo đạt 3-0 cho 11-8. Còn 3 phút nữa. 25-30, mình chọn 25 mới hiệu quả đá hiệu suất cũng cao. Bóng trong chân các cầu thủ 11-8. Từ xa sút bóng lên. Tôi nghĩ tình huống này nạp đường cho cầu thủ số 19 sẽ hay hơn không? Săn bóng rất hay. Tiếp tục săn. Không thành công. Tú làm luôn thì nó không nói được, nó lại giá rồi à? Làm luôn. Thôi cả trận này nó đã không bình luận từ đầu rồi. Thôi cứ bình luận đi cho nó đỡ buồn. Mất giọng rồi, để trận sau đi giáo. Mất ra trận đi cho nó xem. Anh ơi, anh Tú ơi, mất giọng thôi đừng để. Tú bình luận đi cho nó. Đợi, trận sau đi. Bà học rồi. Còn lâu. Hay quá. Ui. Ui.
Cơ hội cho 11-1 kìa. Đánh loạn. Không phải tìm người của thầy đó, thằng Nam ấy chứ. Rồi, phản công cho 10-11. Rồi, tranh chấp rất quyết liệt. Rồi, Công Lý đã cướp bóng. Ném biên cho 11-8. Ăn rồi ngã. Ui không? Ui. Không nằm được cái giày. Chán thật. Chán. Giày chạc có bao nhiêu đâu. Không mua được. Mua được thì nó hỏng. Mày phải kết luận thế thôi. Được rồi. Lại đứt rồi hả ông ơi? Lại đứt rồi. Vẫn kéo trận đấy sáng đứt hay là kéo trận khác rồi? Kéo trận nào rồi? Đứt phải không? Ờ. Sáng là hoãn rồi đấy. Ui xổ. Khỏe quá. Nếu tao chưa vào, tao phải vào cho đứt rồi. Công chậm nữa. Sút. Vào. Hay quá. 2-4 đúng không? 2-4. Cả lượt đi là 2-5. Quả sáng ngày mai là 2 giờ. Sáng 20:18. Ôi vào. Ôi giày, này còn bước 1 thì chả bước 2. Cẩn thận ngồi xuống nhá. Tú lấy ghế rồi đấy. Quay bận những cái công việc thời gian đâu. Ô nhưng mà nếu mà bình luận viên mỗi trận là bao nhiêu, 20 hay 50 về giọng sáng. Ừ. Điên rồi, có người đang phải mượn ghế mẹ. Chất bà đồ lên kia. Lên kia cho chất luôn. Lên kia ngồi cho chất đi. Tí lên trận mẹ. Đá vô tình lắm anh ạ. Anh ạ. Cái đá này, đây rồi. Sút. Việt vị rồi, Việt vị rồi. 2000 người rồi. Anh. Con cả kênh YouTube thầy giáo luôn. Ừ. Em quản lý đéo. Ừ. A9 ghi rõ số vào nhá. Ghi rõ số vào. Vào. Vào.
Giữa giải là xong là kết thúc giải là giáo gọi bình luận viên anh Tú lên là bì các thứ tên đàng hoàng nhất nhá. Dày dày tí xong làm vài tấm ảnh. Ừ nhá. Được rồi. Quy trình là như thế. Có cờ nó hay là make in về mình ạ. Cờ Tuyên Dương. Cờ cờ Tuyên Dương Huy Chương cờ gì thì. Kết bán kết thôi. Đúng rồi, khi xong làm đi đấy. Hay quá, một bản không? Hai đúng một. Ui, chậm lắm. Đồng quá, đồng họ vậy quá. Được rồi, rắc này. Rắc này. Hay quá. Sút. Ôi giời ơi. Ui. À không, đấy là của tình huống thử tài của Vôn. Vôn quá nhàn rỗi. Bỏ đi. Ôi, đây rồi. Đây rồi, nâu nữa. Chết chắc rồi. 4-1, 4-1. Trột cũng quẹ. Rồi. Xuống luôn kìa. Thương Mai đấy. Thương Mai à? Thương Messi đấy. Mai bỏ qua. Bắn nha. May mai nhà mày ấy, không phải không muốn đâu. Mày đi đọc tao. Đồ David Luiz. David Luiz vào sân. Đồ mà. Cái đỏ này. Cái lì xì. Mà nó sẽ khác đóng ý lại không hay đi.